Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch của Mark Mini các bạn nhé Phần thứ 5, chọn phương pháp giao dịch phù hợp Thì trong phần này có một số nội dung quan trọng như sau Tác giả viết này, tôi cập rằng bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như thay đổi liên tục phong cách giao dịch Đấy, chẳng như là đầu tư giá trị này, đầu tư tăng trưởng này, giao dịch cho dao động này, hoặc là giao dịch trong ngày Nếu bạn cố gắng thử tất cả các phương pháp, chắc chắn sẽ kết thúc theo kiểu là chết vì cả đống ngày tầm thường bạn nhé chết vì cả đống ngày tầm thường để gặt hái được lợi ích từ một chiến lược bạn phải hy sinh các chiến lược khác để trở nên vĩ đại trong một lĩnh vực nào đó bạn phải tập trung vào lĩnh vực mà bạn thích Đấy. thì qua đoạn văn trên ta thấy được rằng nó chính là có nhiều phương pháp giao dịch khác nhau phương pháp thứ nhất chính là đầu tư giá trị này phương pháp thứ hai là đầu tư theo đà tăng trưởng này phương pháp thứ ba là đầu tư theo chu kỳ này phương pháp thứ tư là đầu tư theo con sóng này swing trading này vân vân rất nhiều Tất giả nhấn mạnh rằng bạn phải chọn một phương pháp phù hợp với con người của bạn đặc luyện tâm lý tính cách của bạn đấy từ đó tập trung rèn luyện theo phương pháp đó cho đến khi thành công và hãy chọn phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân mình nếu không thì bạn sẽ gặp thất bại nó cũng giống như là các bạn chọn giày cho bàn chân của bạn vậy nếu mà chọn giày mà nó không phù hợp với bàn chân của bạn sẽ rất dễ bị chấn thương của bạn nhá đấy nếu bạn cứ nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác khi đó bạn sẽ mất tập trung và tầm thường bạn có vẻ anh như biết hết nhưng thực tế lại không biết gì cả đây là dấu hiệu của trò phú kiến thức bạn nhá Trò phú kiến thức người gọi là một ngày thì sống này và đống ngày thì chết đấy. nhiều ngày nhưng mà mỗi ngày cũng chỉ là tầm thường thôi đấy. ví dụ nếu bạn không có năng khiếu về hát nhưng bạn cứ cứ học hát để kiếm tiền khi đó bạn sẽ cứ mãi tầm thường ở lĩnh vực của mình đấy. mãi tầm thường ở lĩnh vực của mình và cuối cùng người hay gọi là hát cái con bò nó kêu rồi thế hát cái con bò nó kêu mà thôi lưu ý là mình không ý định chê bai ai cả ý mình là hãy chọn lĩnh vực mà mình yêu thích. Tóm lại tóm lại thứ nhất chính là hãy chọn một phương pháp phù hợp với mình. Ví dụ mình sẽ chọn phương pháp là giao dịch theo chu kỳ, hay mình chọn phương pháp giao dịch theo chu kỳ. Hai là rèn luyện phương pháp đó thật nhiều để có thể kiếm được tiền. Cũng giống như Lý Tử Long nó từng nói này, chính là tôi không sợ kẻ địch biết 10.000 kiểu đá khác nhau, nhưng tôi sợ người luyện 10.000 10.000 10, .000, 10, .000, 10, .000, 10 .000 một cú đá 10.000 lần này, mười cú đá 10.000 lần các bạn nhé thanh mài giữa mình thành một mũi dao sắc nhọn để đương đầu với bất kỳ cái thứ nào các bạn nhé như vậy hôm nay mình nó cùng các bạn cùng nhau tìm hiểu cuốn sách cách tư duy dị và giao dịch như một nhà vô địch nếu bạn đã thì còn like xin nhá thôi tạm biệt các bạn bye bye